Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua dòng Road Bike đến từ thương hiệu của Chinix. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ thương Italia các bác nhé. Được sử dụng full một group của 105. Khung carbon, cả carbon và cọc in carbon. Vâng. Giờ sẽ vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, đây là chiếc xe Chinix Rapid 2.0. Xe đua carbon mới nhất về tại Quảng Yên. Phục carbon còn với bộ sơn là đen lì đó nhé. Bám bụi bẩn các bác có thể lau qua phát là sạch rồi. Rapid 2.0. Có thể lên Google search thêm về chiếc xe này. Thì thương hiệu Chinix thì em về cũng rất là nhiều rồi. Đây, design Italy, được thiết kế tại Ý các bác nhé. Chiếc xe carbon được thiết kế tại Ý. Cái cọc yên carbon, cọc yên zin của xe các bác nhé. Và yên là màu đen đỏ đấy. Cái màu này rất là khỏe xe. Với bộ khung cũng khá là đẹp. Màu rất là hài hòa. Mình sẽ lướt qua hình thức trên xe này. Các bạn đánh giá ở độ mới. Đi rèm sườn coi nhé. Đây càng carbon. Đây giá bình nước về theo xe đi. Và xe có trang bị bộ vành cặp của hãng Chinix luôn. May ở cuối ổ bạc đạn. Với trang bị 11 tầng lít và phủ đề của 105. Bề đa cũng khá là đẹp quá nhé, bề đa bạc đạn. Đùi đĩa của Blue. Đùi đĩa trục rỗng 2 tầng. Và gạt đĩa của 105 các bác nhé. Vâng. Xe trang bị bộ chuyển động 105. Bộ phanh 3 mảnh. Phốt được ghi đông nguyên bàn của chỗ của Chinix các bạn nhé. Chinix này. Xe được sử dụng bộ tay lắc cao cấp của 105. Mười một tầng lít và 2 đĩa. Cho xe 22 tốc độ các bác thay đổi. Đây là vành trước của chiếc xe này, Chinix. Và thông số vành lốp là 700, cỡ vành 700 nhân 25C. Lốp rất thông dụng của dòng xe đua. Ở phía bên dưới đây là một cái mã QR code chính hãng của chiếc xe này.
và kèm mã vạch. Vâng. Trên khung xe có ghi một số thông số về chiếc xe này, khung carbon. Carbon T700. Vâng. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao xay đứng của xe. Xe có chiều cao xay đứng là 45 các bác nhé. Ngang là 50. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 đi vừa chiếc xe này. Giờ em sẽ vào đánh giá chuyển động. Với 11 tầng lít, bộ chuyển động của 15. Nó thấy là bê đạ máy ơ bạc đạn cối nộp rồi rất to, bộ chuyển động 105 xuống đĩa lên đĩa. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Kinex Rapid 2.0 của chiếc xe đua carbon sử dụng bộ chuyển động của 105, đùi đĩa trục dốc, máy ơ bạc đạn cối nổ. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em với giá là 15.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Quan tâm nhắn tin Zalo 0975709943 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe, lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.